Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ TVLUA. Mọi người sẽ ăn chia 120.000 đô token TV TV nhé. Và sẽ có 6.000 người may mắn sẽ chia phao giải thưởng này. Đầu tiên mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mình sẽ làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.io cho mình nhé. Sau khi vào đây mọi người sẽ làm các nhiệm vụ cho mình. Ở đây mọi người sẽ join vào tất cả các nhóm các kênh của mọi người ở đây nhé. Chỗ này có chữ edit, mọi người có thể bấm vào đây sửa chữa nhé. Nếu như anh em đã đầy entry thì mọi người sẽ dùng trình duyệt khác nhé, không dùng Google Chrome nhé. Sau đấy một follow kênh Twitter đầu tiên, tiếp đến là follow kênh này Twitter tiếp theo. Mọi người follow hai kênh Twitter. Vào đây bấm theo dõi mình, rồi sau đó quay trở lại, bấm vào con tin. Ok, tiếp theo retweet là bài đăng. Ở đây cao xuống dưới này, mọi người retweet là bài đăng này. Bấm tweet lại cho mình nhé. Sau đây thả tim. Ok, quay trở lại. Bấm vào con tin. Ok, tweet lại bài đăng này với cái hashtag này, mọi người sẽ mở lên. Phải tag 3 người bạn cho mình nhé. Ở cái bài đăng này mọi người chỉ cần tag thêm 3 người bạn, 3 bạn bè thôi. Gắn thẻ 3 bạn bè. Ok, sau đây bấm đăng tweet. Rồi. Sau đó quay trở lại AirPods. Bấm vào màu xanh này cho mình nhé. Tôi đã retweet này. Rồi. Tiếp theo join vào hai kênh. Kênh Telegram và kênh Group Telegram. Ở đây bấm tham gia kênh này. Rồi. Không cần tích vào thôi. Ok, quay trở lại. Ở đây nhập username tài khoản Telegram mọi người vào cho mình nhé. Sau đây bấm con tin. Ok. Rồi vào kênh channel Telegram. Bấm tham gia kênh. Rồi sau đó quay trở lại. Tiếp tục nhập username tài khoản Telegram mọi người vào. Bấm con tin. Ok. Do vào kênh Discord. Ở đây bấm chấp nhận lời mời. Rồi sau đó kéo sang phải này. Không cần verify đúng không? Quay trở lại Aaron. Bấm con tin. Rồi. Visit website. Ở đây mọi người sẽ bấm visit. Sau đó quay trở lại luôn. Bấm con tin. Ok. Follow kênh Medium. Mình đã follow rồi. Tiếp theo join vào kênh website này. Mở kênh website này. Whitelist để mình xem nào. Link, Uvet link. Nhiệm vụ này từ từ nhá. Mọi người sẽ bấm gửi địa chỉ ví này. Ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví Binance Smart Chain và địa chỉ ví ETH ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người đầu tiên nhá. Copy địa chỉ ví cho mình. Bấm sao chép địa chỉ ví. Sau đấy mọi người địa chỉ ví dưới này. Bấm con tin. Ok. Còn trên nhiệm vụ John Wallet. Ngoài sẽ mở kênh Wallet này lên cho mình. Trang này đang bị lỗi mọi người nhé. Mọi người cứ nhập địa chỉ email của mọi người vào đây này. Hình như là địa chỉ email đó. Nhiệm vụ này nếu như mà anh em vào được thì mọi người sẽ làm sau nhé. Và cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một cái link red. Mọi người đi chia sẻ bạn bè và người thân nhé. Đây. Đấy, mọi người sẽ copy link này đi chia sẻ bạn bè người thân để kiếm thêm entry tham gia dự án AirPods này nhé mọi người nhé. Ok, vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án ăn chia 120.000 đô token TV đến từ TVLUA. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo. Dự án này sẽ có 6.000 người may mắn mọi người nhé.